các bạn có thể rửa được các củ khoai này, sắn này, cà rốt này, hay là củ rong này, nghệ gừng đều rửa được hết nhá. Các bạn có rửa tính năng rửa thì nó sẽ sàn lọc sạch đất đá cát ở trong qua lại củ quả, nó sẽ đưa lên rửa cho các bạn. Cái mẫu máy này thì máy là dài 2m nha các bạn nhé, rộng là 60 phân, cao thì nó chỉ tầm cũng tầm 70 thôi, 60 65. Đấy, chất liệu là máy bằng thép nhé. Mẫu máy này thì đây là máy rửa củ quả đấy các bạn, củ quả nhé. Địa chỉ là của mình là 7900 phòng 3 thành phố Thanh Hóa, website là sửa.thanhhoa.com nhé. Mà các bạn có thể liên hệ mình qua số 0934482 hoặc là 0904431. Đây là IQ Zalo của mình nhé. Các bạn có thể check trên IQ và tham khảo các loại máy khác. Đấy, máy này bên mình ra hàng Hàn Quốc nhá. Các bạn mua hàng liên hệ mình ra hàng. Bên mình ngoài ra còn có rất là nhiều loại máy khác nhau. Máy trộn đa năng này, ma nồi phở này, máy lọc canh tươi này, lọc gà vịt này, máy bắt ly tâm này, máy lọc dầu này, máy ép dầu bình này, bơm nước giả này, dầu chả này, nới đá rồi chứ nắm chim mà nhớ được nới đá ra mà không có được không lại máy giang hạt, máy giang các loại hạt sẻ này, giang hạt lạc này, nắm chân thông này, tủ nấu cơm để hấp giò chả này, máy viên thuốc này, máy chiết rau tinh dịch đặc biệt này,